cái nước giờ cắt trên đây nè. Dạ. Cắt trên đây cái gì cho thằng An nó giật cái chân vô cho nó sụp xuống đây nó không rớt dạ. Nước. Dạ dạ. Và cái dây kia là mình treo trên cái lưng chừng rồi. Cho mình ngã dựa vô cái mũ này nè. Ngã dựa vô mũ chứ dây điện không mà không. Dạ dạ. Như dạ. Treo dây đó. Đột lên tới đầu bây giờ. Cái này nó nhỏ nhưng mà nó khó khăn lắm. Cái này khoảng 20 mét không ta? 30 thước ạ. 30 thước ạ. Quá trời. Ồ, cái sao? Cây cao này khoảng 30 thước. Đó rồi. Cái miếng này nè. 100 tuổi. Hầu gô nè. Khi mà nó đen quá. 100 tuổi. Cái gân ở ngoài nó có viền đen ngoài luôn. Cái này làm đũa rồi làm nó mịn hết sức luôn nè. Làm đũa, làm muỗng là ngon ha anh. Quá trời đẹp. Chưa lâu năm. Dạ. Cái này nữa có gì vậy?